Em chào mọi người nha. Hôm nay em có một cái bình xịt thuốc nha, xịt thuốc sâu, xịt thuốc cỏ gì đó. Cái con này của Honda nha, Honda WZR21 à 2210 ha. Con này thì còn rất là mới, ốc tán bên trong là như mới nha, đó 7 màu. Con này là chưa có vệ sinh tắm rửa gì hết mà nó đã mới như vậy nha. Nguyên bản rớt cong xuống là đã mới như vậy rồi. Đó. Những con ốc bên trong là như mới nguyên zin. Bình này thì không có nghe mùi hôi trong bình luôn. Động cơ 4 thì nha. Nắp nhớt. Đổ xăng xe máy bình thường vào là giật và chạy thôi ha. Nổ thôi ha. Đây, bên trong này. Cái bình nó cũng như mới ha. Đó, em đã bỏ nước vô xịt thử thì nó ok. Này cái vòi này vòi xả nhanh ha. Đằng sau lưng đó nè. Chỗ này là người ta dán cái này để gia cố nha. Gia cố cho nó chắc hơn đó. Đó, một lúc kêu. Rồi bên đây là cái công tắc mở ha. Đây là tắt nè, mở lên nè. Đó rồi đây là ga. Vậy thôi. Thì đổ xăng vào rồi nha. Bóp cái này cho xăng nó lên ha. Kéo e lên. Giật cái này nãy em đã kéo e giật sợ thử rồi ha. À, giật nhẹ cái là nổ. Rất là nhạy nổ nha. Nè. Gà công tắc lên. Giật một cái là nổ ha. Phải một chân giữ chứ không thôi là nó. Động cơ 4 thì nha. Thì con này chỉ có 15 lít thôi. Để dùng gia đình ha. Chứ không có dùng trang trại được. Dùng gia đình xịt cỏ, xịt thuốc ít ít thì được ha. Thì cái máy này mua về nó nguyên zin như vậy, không có kèm cái cọng dây xịt nha, không có kèm cái dây để mình xịt thuốc ha, thì mua cái vòi với dây riêng ha. Đó. Rồi bác nào làm nông nghiệp thì liên hệ mua con này rất là mới nha, chưa có tắm rửa gì luôn, rất là mới. Đầu nồng lá rất là mới ha. Rồi ai cần thì liên hệ nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều.